Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một trò thật cực kỳ hay và cực kỳ dễ làm liên quan với bộ bài. Thì đây, bộ bài bình thường này mình có này, các bạn này. Cháo này cũng được nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ nói khán giả rằng bây giờ mình sẽ cắt ra bộ bài làm hai phần như này. Và mình sẽ chọn một lá ở giữa bộ bài và một mình nhìn thôi. Đây, mình đã nhìn ở đây này. Đó, mình sẽ để đây. Và khán giả cũng sẽ chọn một lá và chỉ một mình khán giả nhìn thôi. Đây, các bạn nhìn nhé. Và để ở đây. Đây, như này. Sau đó mình sẽ bảo khán giả là khán giả đưa lá bài của khán giả cho mình và mình đưa lá bài của mình cho khán giả như này. Xong rồi cả hai cháo lên như này. Đó, cho vào giữa cháo lên nhá. Đây mình sẽ cho vào giữa là như này. Ha, đó. Thì bây giờ không có, thì bây giờ cả hai cái lá bài đều ở giữa hai bên rồi. Bây giờ mình sẽ cầm phần bài khán giả này, mình sẽ ngửa lên như này. Đó. Và phần ở trên và phần ở dưới nhé các bạn, như này. Và mình sẽ đẩy vào như này. Thì bây giờ lập tức này, mình sẽ cháo lên như này các bạn, cháo lên như này. Bây giờ lá úp lá ngửa nó xen kẽ với nhau đúng không, lá úp lá ngửa các bạn ạ. Đó, thì bây giờ mình chỉ cần búng tay nhẹ một cái, lập tức toàn bộ bộ bài nó sẽ ngửa lên hết và chỉ có duy nhất hai lá của mình và khán giả chọn nó úp thôi. Đây, trong một bài có đúng hai lá úp và lật lên, lá bài của mình là 5 cơ, lá bài của khán giả chọn 5 rô. Đó, thì đó là cái trò thật này. Và bây giờ mình sẽ chuyển đến phần hướng dẫn. Ok các bạn, vào đây là phần hướng dẫn. Thì đầu tiên các bạn biết rồi, chúng ta cần bộ bài 52 lá chắc chắn rồi. Thì đây, cái bí mật của trò thật này là chúng ta sẽ có một lá bài đặt úp như này. Đó, chúng ta có một lá bài đặt úp như này và chúng ta sẽ nhớ cái lá bài này nhé các bạn. Các bạn phải nhớ lá bài này. Ví dụ các bạn úp xuống một lá 4 cơ đi thì các bạn sẽ phải nhớ cái lá bài này là lá bài 4 cơ. Rồi chúng ta cầm bắt đầu diễn. Thì đầu tiên các bạn giơ cho khán giả xem bình thường như này. Lật như này bình thường, như đừng lật mặt này nhé. Lật này là thua đấy. Tay như này. Rồi cháo lên bình thường. Cháo lên thì các bạn rút phần giữa các bạn cháo này các bạn này. Rút phần ở giữa cháo nhé. Đó. Sau rồi các bạn bảo khán giả rằng bây giờ mình sẽ chia bộ bài ra nó hai phần. Thì đây các bạn này, nhìn kỹ này, chia làm đôi này các bạn này. Cái lá bài 4 cơ này vẫn úp nha các bạn. Đây, chia làm hai phần như này. Và mình bảo khán giả rằng bây giờ bạn sẽ chọn một phần bài ở một lá bài ở giữa phần bài của bạn và bạn sẽ nhớ lá bài đấy. Thì ví dụ là khán giả chọn lá này đi nhé, là tắm test cho các bạn. Thì khi mà chúng ta diễn chúng ta không được nhìn thấy bài khán giả nhé các bạn. Chỉ cần cho khán giả nhìn thôi. Đây, thì bây giờ mình hướng dẫn cho nên mình sẽ nhìn lá bài này luôn, 8 test. Và mình cũng chọn một lá bài bất kỳ ở giữa như này. Các bạn nhìn động tác này. Sau khi mình chọn một lá bài ở giữa, mình rút ra như này này. Như này. Thì cái tay này của bạn này, lập tức các bạn lật như này. Đó, có nghĩa là lật phần bài như này thì bây giờ lập tức cái phần bài này ngửa hết này. Chỉ có một lá mà mình đầu tiên mình úp xuống là úp thôi. Các bạn nhớ nhá. Mình làm lại. Đây này. Đó. Các bạn nhìn động tác tay của mình nhá. Mình sẽ lấy ra một lá bài như này. Đó, thì khi các bạn làm liền một lúc ấy thì khán giả sẽ không hề chú ý đâu. Như này. Đó, và mình nhìn này. Thật ra là cái lá này không quan trọng đâu. Tại vì cái lá mà khi cuối cùng mình nói ấy, sẽ là lá này, này. Cho nên mình sẽ bảo mình với nói các bạn rằng các bạn phải nhớ lá này là lá gì. 4 cơ chứ các bạn. Đây. Lấy ra một lá bất kỳ như này. Xong mình bảo rằng cái lá bài này chỉ có mình nhìn thôi, khán giả không được nhìn. Lá bài khán giả cũng chỉ khán giả nhìn thôi, mình không được nhìn. Đấy, như này. Ha. Xong mình sẽ bảo là bây giờ mình đưa lá bài của mình cho bạn. Bạn đưa lá bài của bạn cho mình đây, tắm tép đi cho mình. Và mình nhét nó vào giữa này, như này. Và khán giả cũng sẽ cầm nhét vào giữa, như này. Ha. Thực ra cho khán giả cháo lên cũng được. Nếu mà những người kỹ tính, bạn các bạn có thể bảo là bạn có thể cháo lên tùy ý. Đấy, như này. Rồi, thì khi mà khán giả đưa cho mình thì các bạn, quên mất mình nãy mình nhét vào mình chưa nói các bạn. Thì khi khán giả đưa cho mình ấy, thì cái phần bài của mình bây giờ lập tức có một lá úp thôi, đâu toàn bộ ngửa hết rồi. Như mình nói lúc nãy đó, tại vì chúng ta đã lật như này này các bạn. Tại vì vừa nãy chúng ta đã lật như này. Thì lập tức bây giờ chỉ còn một mình lá 4 cơ úp thôi, còn đâu toàn bộ bài ngửa hết. Đó. Thì khi mà chúng ta đưa cái lá bài khán giả vào giữa này thì hiển nhiên bây giờ toàn bộ bài ngửa rồi. Có mình là khán giả tròn là úp thôi và lá của mình để lên đầu này thôi. Đó. Còn lá mà của mình đưa khán giả ấy, thì các bạn không cần nhớ là lá gì hết. Tại vì giờ nó vào giữa rồi, các bạn không cần nhớ lá gì hết. Mình chỉ cần nhớ lá này thôi. Tại vì suốt cuộc cuối cùng có hai lá úp thôi.
Đây, và phần tiếp theo các bạn cầm phần bài khán giả ngửa lên một phần như này, đặt lên bên trên như này, đó. Một phần nữa đặt xuống dưới. Đó, thực ra chỉ nằm làm màu thôi. Đây các bạn nhìn này, giờ chỉ có hai lá úp trong bộ bài thôi các bạn. Các bạn chỉ có hình dung nhé. Đây cái trick này nó khá là dễ thôi, khá là hình dung thôi. Khá là dễ hình dung. Đây. Và chúng ta ẩn vào trong như này. Thì hiển nhiên bây giờ chỉ có hai lá, một lá mình úp lúc ban đầu. Hai là lá khán giả chọn. Đây. Đấy, như này. Rồi các bạn giả vờ là bây giờ cháo lên thì cũng được và để nguyện được. Ha, các bạn cháo lên được và để nguyện được. Đây. Thì lập tức bây giờ các bạn giả vờ các bạn bảo là bây giờ là bộ bài này ngửa úp xen kẽ này, đúng không? Các bạn nhớ các bạn lật. Nếu các bạn lật được những cái lá bài úp thì sẽ rất là tốt hơn, sẽ tốt hơn. Thì khi bạn lật này, xong rồi lật này thì khán giả sẽ nghĩ là ở bộ bài này đang úp ngửa xen kẽ. Thực ra chỉ có hai lá thôi. Còn nếu không các bạn chỉ cần đẩn là hai cái phần này vào, sau các bạn búng tay là ok luôn. Mình thì mình làm thêm động tác là mình sẽ mở cho khán giả xem là úp ngửa như này. Còn các bạn không cần, các bạn chỉ cần động tác là các bạn đẩn hai cái phần này vào, các bạn búng tay một cái là tức cả bộ bài này sẽ ngửa. Còn có đúng hai lá bài khán giả chọn và lá bài của mình chọn là úp thôi. Đây chắc phần ở bên trên này. Đây. Đó. Chỉ có đúng hai lá úp thôi. Thì một lá là mình sẽ nói rằng lá của mình là lá bốn cơ. Lá của bạn là lá gì thì các bạn bảo là lá của khán giả là lá 8 tép. Thì chúng ta mới mở lên như này. 4 cơ và 8 tép úp trong bộ bài. Đó. Mình sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn hình dung này. Đây, chúng ta úp một lá bài bất kỳ bên dưới và chúng ta ghi nhớ nó hai rô này. Chúng ta chỉ cần nhớ lá bài này là hai rô thôi. Rồi chúng ta bảo khán giả rằng bây giờ mình sẽ chia bài làm hai phần. Bạn chọn một lá và bạn nhìn, mình cũng sẽ chọn một lá và chỉ mình nhìn thôi. Đây. Các bạn thật ra lá này không quan trọng đâu, tại vì mình nhớ được ngay này. Đó. Rồi mình đặt để ở đây. Xong khi mà mình lấy ra ngoài này mình sẽ úp này. Đây nha, ví dụ là này. Thì tay chúng ta sẽ úp xuống như này. Để tất cả phần bài này ngửa này. Mình nắm bài mình chọn ở úp thôi. Rồi mình sẽ giả vờ mình nhìn, thực ra là mình không cần lá này, mình để đây. Khán giả cũng chọn một lá bất kỳ đây. Lá này nhá. Đây, xong để đây. Thì mình cầm là 6 cơ, khán giả chọn này mình nhét vào giữa này. Thực ra bây giờ là ngửa hết rồi này. Nhét vào giữa. Và lá bài của mình chọn đưa cho khán giả nhét vào giữa như này. Không quan trọng là lá gì nhé các bạn. Lá này bỏ. Đây rồi. Và mình cầm phần bài này lên, ngửa phần này trên này, ngửa phần này dưới, đẩn vào trong. Bây giờ mình nói khán giả là bây giờ búng tay nhẹ một cái, lập tức trong bộ bài chỉ đúng hai lá úp thôi, còn đâu tất cả đã ngửa rồi. Đó. Và mình hỏi khán giả rằng lá bài của bạn là gì thì khán giả sẽ nói lá bài. Và mình sẽ bảo là lá bài của mình là hai rô. Đây. Lá bài khán giả là chọn lúc đầu. Đó, xong cơ. Thì đó là cái trò thật này. Nếu mà các bạn diễn được quen, các bạn thấy trò thật rất là ảo. Ok, chúc các bạn thành công.